Bản nhãn Nguyễn Mẫn Đốc, nhân vật lịch sử đời vua Lê Chiêu Tông từ năm 1516 đến năm 1522. Sau khi đậu bản nhãn, ngoài việc được bổ nhiệm ngay vào chức vị cao trong triều, Nguyễn Mẫn Đốc theo lệ còn được cấp 18 mẫu đất thế nghiệp để dùng riêng và thu tô, từ 130 đến 300 mẫu chi phí ngoài lương bổng, phần này gọi là lộc điền. Đó là chưa kể các đặc ân khác. Như vậy, từ xa xưa, nhà nước phong kiến Việt Nam đã coi việc đạt được những thành tựu cao trong lĩnh vực khoa cử cũng có thể sánh ngang với những cống hiến trên mọi lĩnh vực xã hội khác. Một sự thừa nhận phân minh, mang tính phân văn rõ rệt và có ý nghĩa thực tiễn lâu dài. Không nên quên rằng, triều Lê Trung Hưng trong điều kiện nhà Mạc đang rất mạnh, không dễ lật ngược thế cờ. Bởi vậy, giải pháp hữu hiệu trước mắt là phải tập hợp lực lượng, dương cao ngọn cờ Phú Lê, diệt Mạc. Ngày nay, việc tìm kiếm hải cốt những anh hùng, liệt sĩ